Như chúng tôi đã đưa tin, trong quá trình bay huấn luyện, trưa ngày 9 tháng 1, một máy bay quân sự đã gặp sự cố và rơi xuống khu vực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong lúc chiếc máy bay chiến đấu Su-22 gặp phải sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, phi công và kíp chỉ huy bay đã bình tĩnh xử trí, nỗ lực điều khiển máy bay ra xa khu dân cư để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Kịp thời động viên khen thưởng phi công và kíp chỉ huy bay, ngày 10 tháng 1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng bằng khen và thăng quân hàm trước niên hạn từ đại úy lên thiếu tá đối với phi công Đỗ Tiến Đức vì hành động bình tĩnh, mưu trí và dũng cảm của mình trong xử lý tình huống bất trắc trên không. Đồng thời, Quân chủng Phòng không Không quân đã tặng bằng khen cho hai đồng chí trong kíp chỉ huy bay. Ngày 9 tháng 1, chiến đấu cơ Su-22 do Đại úy Đỗ Tiến Đức, Trung đoàn Không quân 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân cất cánh lúc 11:04 từ sân bay Đà Nẵng, bay bài biên đội trực tiếp công kích mục tiêu mặt đất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điều khiển máy bay về vị trí chuẩn bị hạ cánh, phi công thông báo về đài chỉ huy, vòng quay động cơ máy bay không tăng sau khi thả càng. Mọi nỗ lực điều khiển máy bay của phi công và kíp chỉ huy bay không thành công, khi tốc độ của chiếc Su-22 vẫn giảm rất nhanh. Phi công và máy bay ở trong tình trạng vô cùng khẩn cấp. Ở trong trường hợp này thì lúc đấy càng thì tôi thả ra rồi, nhưng mà tôi lại thu lên, tại vì khi tăng quay không lên rồi mà càng ra thì nó sẽ lực cản rất lớn. Lực cản rất lớn mà tôi không thu càng lên, không xử lý thu càng lên thì là tốc độ sẽ giảm rất nhanh, thì không có thời gian để xử lý như bây giờ. Với sự tự tin, tập trung cao độ và kỹ thuật lái chuẩn xác, được sự chỉ huy, hỗ trợ chính xác của kíp chỉ huy bay, phi công Đỗ Tiến Đức đã bình tĩnh xử lý thành công sự cố, điều khiển máy bay ra khỏi khu đông dân cư và thực hiện nhảy dù thoát ly. Sau vụ rơi, máy bay bị hư hỏng, phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Ở độ cao thấp, tốc độ nhỏ, không đủ thời gian để xử lý tình huống, thì chỉ huy bay sẽ lệnh cho phi công giữ tốt trạng thái máy bay, thực hiện động tác nhảy dù, đồng thời chỉ đạo sở chỉ huy trung đoàn báo cáo sở chỉ huy sư đoàn và phối hợp với các đơn vị địa phương hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn. Nhờ kỹ năng và bản lĩnh thép được chui rèn bằng cả hành trình gắn bó với bầu trời, rất nhiều phi công và kíp chỉ huy bay đã xử trí thành công các bất trắc trên không, để những chiến đấu cơ vẫn dũng mãnh vút lên trời cao trong sứ mệnh đầy tự hào bảo vệ bầu trời Tổ quốc.